Nam ơi, tôi phát hiện ra ở đây có một cái đầu. Con gì đây mà to thế nhỉ? Nó có những chiếc răng sắc nhọn này, có hai cái lỗ mũi này, cái mũi thì cũng nhọn ngắt luôn. Đây là con gì ấy nhỉ? Mồm của con gì đây? Có bạn nào nhận ra không? Đây là mồm con cá mập bay. Mồm con cá mập á? Đúng rồi đấy. Thế nhưng mà ở bên trong này có những bậc thang các bạn ạ. Những cái bậc thang này dẫn đi đâu nhỉ? Ở trong đây này là một đường hầm, có những con cá này, con rùa này, ui, con chó mình ơi. Này Nhím ơi, Cam ơi, hay bây giờ chúng mình thử đi xuống đấy xem bên trong nó có cái gì không đi. Chàng ơi, Cam ơi, vào đây. Đằng sau cánh cửa này này là một cái hang. Tôi nghe thấy hình như có cái tiếng gì ở sau cái hang ấy. Tiếng khủng long á. Ui chà, một cái hang rất là sâu luôn. Em Cam, đi vào đi. Đấy đây đây, có tiếng này. Tiếng con gì kêu thế nhỉ? Cậu ơi, nhiều khủng long chưa? Wow, một bạn khủng long này cao hơn cả người tớ. Cậu há mồm ra à? Nhìn này, các cái tay này, cái móng tay này. Chào bạn khủng long nhá. Cô bảo qua tớ đi vào đây nhá. Vào trong này á? Không. Bạn ấy bảo đi vào trong cái hang này này có điều bất ngờ. Trang ơi, điều gì bất ngờ? Em có thấy sợ thế nào? Điều bất ngờ ở trong cái hang này á? Cái hang này nó cứ sáng sáng này, nó đẹp chưa? Sáng cậu ơi. Wow, amazing. Những cái bức tường đang phát sáng đẹp chưa? Cái hang này rất là sâu luôn. Bên trong có gì đó các cậu ạ? À? Wow, mình vào một cái khu rừng khủng long này ở trong hang. Loại này là loại phun độc độc ấy, cậu ơi. Thế? Đúng rồi. Tớ là người tốt, không phải là người xấu đâu. Ồ, bạn này có vẻ thân thiện nhỉ ơi. Hello. Chào. Bạn đây đang. Tên là Trang. Cậu tên là gì? Thân thiện đâu? Cậu nói mà cậu ấy ngoại ly thì cậu ấy không nói chuyện với cậu rồi. Cậu này rất là xấu hổ. Ai? À, lại quay ra rồi kìa. Hút vào cái màu của cậu ý này. Ôi, mềm. Ơi là thích luôn. Cậu nói gì cơ? Ở đằng sau kia còn nhiều điều bất ngờ nữa. Này các cậu ơi, tớ phát hiện ra một khu rừng này. Wow, một khu rừng lớn này các cậu ơi. Đây đẹp chưa? Đẹp chưa? Wow, wow. Nền đất phát sáng luôn. Ở nền đất này cũng phát sáng này. Đẹp quá, đẹp quá. Đây toàn là nền khổng lồ thôi các cậu ơi. Cam ơi, đẹp chưa? Ui, em Cam sờ vào cây nấm có mềm không? Không, tốt nhất là mình đừng xào vào những cây nấm màu sắc này cậu ơi. Những cây nấm này màu đẹp thôi, thế nhưng mà rất có thể là có độc đây. Wow, đẹp thật đấy. Những cái cây cũng phát sáng các bạn ạ. Đây này, như cái cây này này cũng đang phát ra một ánh sáng màu xanh lá cây này. Những cây nấm có màu đỏ, màu xanh lá cây, màu cam, màu tím, màu gì cũng có luôn. Ồ, ở đằng sau cậu có bạn khủng long gì trông hay chưa kìa? Đi đây cậu ơi, ở đây cũng có nhiều khủng long lắm. Ở đây cũng là một bạn khủng long đầu này. Nhưng bạn này chắc là đang ngủ. Đúng rồi, bạn đang ngủ cho nên là bạn mới đứng yên như thế này đấy. Trên người bạn đây này các cậu ơi, có những cái gai, nhiều chưa? Sống lưng toàn gai thôi. Móng tay bạn này cũng nhọn cơ. Bạn này cào đau lắm đấy. Lại đây Nam ơi, Nam ơi. Có bạn khủng long ăn cỏ nhỏ này. Ôi, cái đuôi còn đang nghe ngửi này. Nhìn thấy chưa? Ui, 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 cái đuôi này. Cam sờ đuôi không Cam ơi? Cam ra sờ đuôi bạn khủng long nhỏ này đi. Bạn này là khủng long ăn cỏ đấy. Khủng long này à, bé như em Cam luôn. Đây là khủng long ba sừng ăn cỏ. Nên là bạn này cũng... Ui, đằng sau cậu. Ui, đây là khủng long mẹ cậu ơi. Còn đây là khủng long con. Ui, khủng long mẹ có cái sừng to thế. Đừng hút tớ nha. Đừng hút tớ. Tớ chỉ đang chơi với bạn khủng long con thôi, chứ không có ý làm gì đâu. À, cậu gật đầu cho phép rồi à? Bạn này bạn đã cho phép mình chơi với khủng long con rồi. Cam chơi với khủng long con thôi nhá, đừng chơi với khủng long mẹ. Khủng long mẹ này có cái sừng to lắm, chỉ có anh mới xà được thôi. Ui, tớ xà cái sừng một tí thôi. Ngoan. Ui, sừng to
sừng con trâu luôn. Kìa Cam, ui, bạn ấy đập sừng vào đầu của em Cam. Ngậm ra cho tớ xem nào. Còn há cả mồm được này. À, bạn ấy ăn cỏ này chứ gì. Đây, cho bạn ấy ăn cái cỏ này này. Bạn ấy định ăn đấy. Bạn khủng long này, bạn ấy đang nói cái gì đó nhỉ mà. Cái gì cơ cậu? Phía trước kia. Cậu ấy nói là phía trước kia có một con khủng long bạo chúa. Ăn thì rất là đáng sợ luôn. Khủng long bạo chúa. Sợ quá. Khủng long bạo chúa thì có gì mà sợ. Cứ đâm ở đằng sau anh dẫn đi. Đâu, khủng long bạo chúa đâu. Tớ chả sợ khủng long gì hết cả. Khủng long bạo chúa này thì có gì mà đáng sợ đúng không? Quay ra đây xem nào, khủng long bạo chúa. Thì đây là khủng long con. Đây, tớ bảo gì là nghe theo. Ngậm mồm lại nào, đấy chưa. Yeah. Quay ra đây khủng long. Sao lại không quay mặt vào đấy thế? Quay ra đây xem nào. Ôi trời ơi, nào tớ để con tay vào đây này. Có sợ đâu. Đừng có cắn nha, đừng có cắn nha. Bạn này ấy, chắc là khủng long con thôi. Không sợ, không sợ. Đúng không, đúng không? À, đúng rồi, đúng rồi. Bạn này ý, bạn ấy còn thấp hơn cả tớ đây này. Lại còn đến cổ tớ thôi. Ngẩng đầu lên cũng không cao bằng đâu. Thế đây là chả có gì mà sợ hết. Rất nhiều loài khủng long á. Phía trước kia hình như vẫn còn nữa. Chúng mình thử tiến lên xem đi. Ở đây là khủng long gì đây? Phía này cũng là một con khủng long bạo chúa các bạn ạ. Nhưng mà bạn ấy đang ngủ. Tớ nhìn thấy có ánh sáng cậu ơi. Em Cam đã bao giờ nhìn thấy trứng khủng long chưa? Ra đây, chị dẫn đi. Here we go. Con gì mà nó thành một cái đuôi to như thế này, dài như thế này các bạn nhỉ? Đây là con khủng long gì thế? Ôi chàng ơi, vừa nãy là khủng long bạo chúa con thôi. Còn ở đây, tớ nhìn thấy là khủng long bạo chúa to khổng lồ cậu ơi. Đây là khủng long mẹ đấy. Con này nó cao hơn tớ nhiều cậu ơi. Một xuống, nào không nhìn thấy đâu. Nhưng mà tớ đứng ở dưới này là nó không nhìn thấy gì đâu. Nó chỉ nhìn thấy ở bên trên thôi. Wow. Này, ở dưới bụng con khủng long này có quả trứng to chưa? Có hai quả trứng luôn. Kia cũng một quả. Nhưng đây mà một quả. Chúng mình không được ăn trộm trứng khủng long đâu nhá. Chỉ được sờ thôi. Đúng rồi, Cam chỉ được sờ vào đây thôi nhá. Đừng có ôm về. Ôm về là con khủng long bạo chúa này nó đuổi theo nó cắn đây. Nhím ơi, tớ nghĩ là chúng mình lên đi ra khỏi đây thôi. Cúi xuống, đây đây, lối này.